Hoa hậu trả vương miệng ỉ khoe hẹn hò lãng mạn với hôn phu. Vũ Luân tặng hoa, đưa Phương Lê đi xem phim nhân ngày phụ nữ Việt Nam 2010. Mới đây, Vũ Luân giả bộ quên tặng quà cho Phương Lê nhân ngày phụ nữ Việt Nam 2010. Ảnh, Facebook Phương Lê. Vợ chồng có tuổi cũng nhạt nhòa rồi. Giả bộ không tặng rồi tạo ngạc nhiên. Tôi biết chắc sẽ tặng, bạn chồng ơi, hề Phương Lê chia sẻ. Vũ Luân tặng hoa, đưa Phương Lê đi xem phim. Phương Lê và Vũ Luân tổ chức tiệc đính hôn vào tháng 8 năm 2024 sau thời gian ngắn hẹn hò. Phương Lê và Vũ Luân thường xưng hô vợ chồng ngọt ngào trên mạng xã hội. Giờ mới từ phòng khám về mệt lả, hôm nay về muộn không biết bạn chồng có chờ cơm không, Phương Lê viết trên trang cá nhân. Vũ Luân đáp lại, đi về sớm nhé vợ, anh chờ em. Hoa hậu trả vương miệng y và chồng sắp cưới dính như sam, dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm. Hoa hậu Phương Lê và Vũ Luân nắm tay nhau tại sự kiện. Vũ Luân luôn động viên, ủng hộ Phương Lê khi cô đối mặt với lùm xùm bị xử phạt vì sửa lời quốc ca, bài tiếng quân ca, trong livestream. Sau ồn ào, Phương Lê cắt tóc ngắn, muốn xây dựng hình ảnh khác biệt với quá khứ. Bà mẹ ba con muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại. Cá tính, giỏi giang và giàu lòng nhân ái. Phương Lê và Vũ Luân, câu chuyện tình yêu đẹp của showbiz Việt. Mối quan hệ giữa Hoa hậu Phương Lê và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cặp đôi này đã chứng minh rằng tình yêu vượt qua mọi khoảng cách tuổi tác và mang đến những điều đẹp đẽ. Sau một thời gian tìm hiểu và đồng hành cùng nhau trong các hoạt động từ thiện, cả hai đã quyết định về chung một nhà. Tình yêu của họ được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, tôn trọng và chung sống hòa hợp. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ và gửi lời chúc phúc. Sự chênh lệch tuổi tác không là rào cản cho tình yêu của họ. Cả hai luôn đồng hành và ủng hộ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Cặp đôi luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp, lãng mạn, truyền cảm hứng cho nhiều người. Cặp đôi Phương Lê và Vũ Luân thực sự là một tấm gương về tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, những lời nói yêu thương và những hành động lãng mạn. Cả hai luôn thể hiện tình cảm chân thành dành cho nhau qua những lời nói. Ánh mắt và cử chỉ âu yếm Phương Lê luôn đồng hành cùng Vũ Luân trong các hoạt động nghệ thuật, trong khi Vũ Luân lại là chỗ dựa vững chắc cho người đẹp. Cặp đôi thường xuyên dành thời gian cho những chuyến du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư bên nhau. Vũ Luân thường xuyên dành tặng Phương Lê những món quà bất ngờ và ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và yêu thương của mình. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, video tình tứ và những lời yêu thương dành cho nhau trên mạng xã hội, khiến nhiều người ghen tị. Tình yêu của Phương Lê và Vũ Luân là một minh chứng cho thấy tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản. Cặp đôi này đã truyền cảm hứng cho nhiều người, cho thấy rằng tình yêu đích thực luôn mang đến những điều tốt đẹp.